Người tội sinh con thì bán con chịu lắm. Nếu con kiếm sao tiên sẽ buộc đáp lại cho con. Duyên à, Duyên, tiên sinh con đó, con hãy giúp tiên một lần nữa được không Duyên? Con giúp tiên một lần nữa thôi. Tôi đã làm đến mức này rồi, bà vừa lòng chưa hả? Để con gái ông có chịu trả hiếu cho ông hay không cái đã. À, mình như vậy rồi thì mày cũng nên suy nghĩ lại đi chứ. Tao cũng xin mày đó Duyên, coi như là mày trả công tao không tao ẩm bồng, dạy cơm đun sữa cho mày hồi nhỏ đó Duyên à. Ủa má về, má, má có mua bánh cho con không? Làm sao mà má quên được cô gái cưng của má nè. Đây, bánh con nè. Má, vậy bánh của chị Hai đâu? Không có, lớn rồi mà còn bánh trái gì nữa. Vậy để con chia cho chị ăn. Không được. Chị Hai, không được ăn bánh của em. Ra ngoài sau mà lo dọn dẹp nhà cửa đi. Lát nữa tao ra ngoài sau mà thấy nhà cửa bề bộn á là mày chết với tao nghe chưa. Sao không đi, đứng đó làm gì nữa? Nè con gái ăn bánh đi, ăn đi con, ăn cho mau lớn nha. Có ngon không con? Dạ ngon. Mai mốt á con gái á muốn ăn cái gì thì nói má, má mua cho con ha. Dạ. Đi ra, đi đi, đừng nào mà chịu khai á, tao cho mày vô nhà. Nếu không nhờ có tao thì mày đã chết từ lâu rồi. Còn như bây giờ mày trả ơn cho tao đi, có được không? Tao van xin mày đó Duyên, tao van xin mày đó. Ta biết đi, trời ơi là trời.